Chương trình Quê nhà, quê người với nhà văn Huy Phương xoay quanh những câu chuyện đời thường do Ngọc Lan phụ trách. Kính chào quý khán giả Người Việt TV. Xin kính chào chú Huy Phương. Chào Ngọc Lan và chào khán giả của Người Việt TV. Thưa cái thầy này, nói về chương trình Quê nhà, quê người thì hôm nay chúng ta nói về quê người. Quê người mừng nhưng cũng là quê nhà. Tại quê nhà đây là cái bonsai của chúng ta. Thì người ta đã nói rằng ta về ta tắm áo ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Tôi với Ngọc Lan thì hiện đang sống tại vùng bonsai. Thì cái vùng bonsai này á, ở xa thì người ta gọi nhiều tên lắm. Ví dụ ta gọi là Nam California cũng được. Người ta gọi Little Sài Gòn cũng được. Người ta nói bonsai. Và có nhiều người như ở San Jose đó, nhiều khi họ dùng cái danh từ chung chung là họ nói là cái vùng Phước Lộc Thọ. Nhưng họ lấy cái khu thương mại Phước Lộc Thọ để họ coi như là đại diện cho cả cái vùng này. Vậy thì bây giờ nói tới bonsai là chúng ta nghĩ tới một cái cộng đồng người Việt khá lớn ở trong cái quận Cam này. Và nhất là trong thành phố Westminster thì mình có tới hơn 300.000 người Việt Nam ở thành phố Westminster. Thì trong cái tốt cái xấu cũng có lẫn lộn nhau. Tại vì chúng ta khi chúng ta qua tới bonsai định cư tại cái vùng này là cái vùng người Việt đông nhất. Và vì người Việt đông cho nên những cái đợt con lai, đợt HO và đợt bảo lãnh đều qua đều là quần tụ ở cái vùng bonsai này. Cho nên cái bonsai nó càng ngày càng khởi sắc, càng ngày càng đông đúc, nhưng mà trong đó có những vấn đề, nó cũng có vấn đề càng ngày càng tiêu cực. Thì từ ngày qua đây, không biết là Ngọc Lan có đi vùng nào không, hay là chị về đây và chúng ta sống bám lấy ở bonsai? Từ khi qua đây thì ở ngay đây đến bây giờ chưa đi đâu hết ạ. Thế thì có nghĩa là Ngọc Lan chưa có sự so sánh. Dạ. Yeah. Tại vì chúng tôi đã đi nhiều nơi, ở nhiều tiểu bang và cuối cùng thì về đây. Hồi đầu chúng ta qua đây, tới đây năm 90, thì phải nói là tình trạng kinh tế California lúc đó rất là xuống. Cho nên tình trạng thất nghiệp rất là nhiều. Cho nên chúng tôi phải đi tìm cái tiểu bang khác để kiếm một công ăn việc làm. Và nói sao thì dầu sao khi cũng trở lại cái vùng bonsai này. Tại vì đây mình có bạn bè, có bằng hữu, có báo chí, có vấn đề truyền thông. Và có những sinh hoạt mà rất gần gũi với người Việt. Tôi đợi Virginia nhiều năm thì thấy cái hoàn cảnh bên đó trời thì lành. Người ta nói là xứ lạnh thì tinh nồng, nhưng mà mình cũng ít có dịp ra ngoài để gặp gỡ cộng đồng hay gặp gỡ anh em. Cho nên cuối cùng bonsai vẫn là cái nơi tốt đẹp để chúng ta trở về. Tạm thời chúng ta chưa trở về Việt Nam được. Thì khi nghe tôi về đây thì nhiều người ở các tiểu bang khác cũng mỉa mai nói rằng ta dài ta tìm nơi vắng vẻ thì ngươi khôn người tìm chốn bonsai. Thì ý ta nói bonsai này là chốn gió tanh mưa máu. Về đây thì cũng vui thật, nhưng có nhiều chuyện phiền toái. Thì không biết ở đây thì Ngọc Lan thấy cái nhu cầu của cái người Việt Nam mà muốn gần gũi bonsai thì cái đó có hợp lý không? Ngọc Lan có một cái may mắn là khi qua Mỹ đi thì ở ngay tại bonsai cho đến bây giờ. Cho nên thật sự mà để mình thấy rằng cái nơi mình ở nó sung sướng hơn những nơi khác thì không có. Mà chỉ nhận ra rằng những người bạn bè hay là người quen ở những tiểu bang khác ở những vùng xa xôi hơn khi nghe nói mình ở bonsai hay nhắc đến bonsai, họ đều tỏ một cái vẻ gì đó rất là ganh tị. Tất nhiên là mình ở chỗ sướng mà không ạ. Dạ. Họ thấy cái sung sướng đó. Trước hết thưa quý vị, thế này là khí hậu. Phải nói khí hậu của bonsai. Bây giờ tôi dùng chữ bonsai để mình nói tới cái vùng người Việt quần tù ở quận Cam đi. Mình không nói đi tô Sài Gòn mà cũng không nói là Phước Lộc Thọ nữa. Hay nói Nam California thì nó rộng rãi quá, mình nói bonsai đi. Cái danh từ mình hay thường dùng là về bonsai. Thế thì trước là khí hậu bonsai rất là mùa lạnh nhất nhiều đấy 60 độ thôi, mà nóng nhất cũng 85 độ thôi, trong khi ở miền đông bây giờ là dưới 0 độ rồi. Và nóng thì có thể nói nóng rất ngộp thở, nóng mà không thở được, có thể lên tới 100. Cho nên trước hết khí hậu đây đối với người già và trẻ em rất tốt. Thành ra quý vị nếu mà quý vị đã mọi gối chồn chân ở các tiểu bang khác xa xôi lạnh lẽo thì có lẽ quý vị nên về California để sống những cái ngày trong tuổi già. Có thể ở đây ấy, là quý vị có thể có những cái ngôi nhà mà không chúng ta mùa lạnh không cần bỏ heat, mà mùa nắng cũng không cần bỏ air conditioner. Trái lại như ở Virginia, những cái năm tôi ở bên đó thì chúng ta có cái khoảng thời gian là khoảng 5 ngày tới 1 tuần là chúng tôi không dùng máy điều hòa không khí hoặc không dùng máy
nhiệt độ, tại vì trời thì quá lạnh phải bỏ heater, xong rồi nó chuyển qua rất nhanh, cho ra trời nóng thì lại dùng air conditioner. Cho nên cái máy hít và máy ra chỉ có ngừng nghỉ trong vòng một tuần tới nửa tháng thôi. Thì phải nói là tốn rất nhiều điện và không dám đi ra ngoài khi thì quá nóng, khi quá lạnh. Thì phải nói khí hậu là đây lý tưởng. Thứ hai là vấn đề thực phẩm. Quý vị ở đây, quý vị có thể ăn đủ các loại rau, ăn đủ các loại cá và các loại mắm. Ba khía cũng có, mắm nêm cũng có. Thì có thể là cái bà nội trợ đó, là nhất là đồ ăn ở Bonsa này rất rẻ. Tôi không hiểu cái vận chuyển như thế nào, có lẽ thứ nhất là gần mẹ. Thứ hai chúng ta gần cái hải cảng San Francisco. Cho nên những cái đồ ăn mà các nước khác từ Nam Mỹ đưa xuống là rất là thuận lợi. Cho nên đồ ăn rất rẻ. Đó là chuyện. Nhưng mà quý vị phải nói rằng nhà cửa đây rất đắt. Tại vì đất lành thì chim đầu, chim nhiều quá thì phải chia nhau ra thì nhà cửa trở nên đắt đỏ. Cho nên cái khó khăn của quý vị là có người nói với tôi họ bán một cái nhà ở Houston. Có thể vừa đây mua hai cái nhà. Thì hay là bán một cái nhà ở Houston về đây để mua hai cái nhà. Như vậy xin lỗi tôi nói ngược. Phải bán hai cái nhà ở kia mua một bán cái nhà ở đây. Bán ở đây một cái nhà thì phải mua ở Houston được hai cái nhà. Tại vì quý vị biết là nhà đây rất đắt đỏ và có thể nói là đắt chỉ thua San Francisco thôi. Chứ còn có thể là trong nước Mỹ thì nhà California cũng là thuộc loại đắt. Cho nên thường thường người ta than phiền rằng chúng tôi dành dùm suốt đời nhưng mà về đây muốn về Cali lắm nhưng mà vấn đề nhà cửa không thể giải quyết được cho nên cũng đành thấy mà thèm thôi. Thấy quý vị sống ở đây thấy sung sướng quá, khí hậu rồi, thức ăn đầy đủ. Và tôi không biết cái tình đồng hương có nồng đường hay không. Thì đó cái tùy quan điểm của mọi người là khi quý vị sống ở một cái vùng mà rất đông người Việt thì quý vị cảm thấy cái gì, cảm thấy một cái điều vui thích hay là cảm thấy một cái điều bực mình, hay là khi quý vị đến ở những thứ ba khác mà người Việt Nam rất là thưa thớt và chúng ta ra phố ra đường ít khi gặp người đồng hương, thì không biết cái quan điểm của Ngọc Lan như thế nào. Nói về bonsa tức là nó sẽ có cái hay và nó có dở, thì hôm nay là mình sẽ nói về cái hay của bonsa đúng không chú? Thì theo như Ngọc Lan đó thì đã nói là Ngọc Lan qua thì ở đây từ hồi trước đến bây giờ thì thấy rất là ok. Ví dụ như khi mà mình muốn ăn cái gì đó thì mình có thể mình chạy ra gần nhà cũng có, chỉ cần 5 phút là mình đã có thể ăn phở, ăn cơm tấm, ăn cái gì cũng được hết trơn. Ngọc Lan nhớ có một lần có người bạn ở bên Ohio qua đây, cái nó trời ơi bao nhiêu năm rồi mới được ăn cơm tấm thành, khoái quá. Hay là mình muốn đi đâu thì cũng bước ra là có xe đào hoàng để đi. Rồi muốn đi bác sĩ, đi trường học, đi gì á, đều những người mà không có biết tiếng Anh thì cũng đều có những cái thuận lợi rất là dễ dàng để mà họ hội nhập vào cuộc sống ở đây. Thưa quý vị, chúng tôi quên nói là vấn đề phương tiện di chuyển thì ở vùng Bonsa này có cái là có cái phong trào từ những nó nảy sinh từ trước tới nay mà tự bang có. Ví dụ quý vị ở đây, quý vị xa về, quý vị muốn đi phi trường Los hoặc mà đón tại phi trường John Way thì có những người mà hồi xưa chúng tôi gọi là xe đưa rước HO. Hồi xưa quý vị HO cũng qua đây thì làm cái nghề này cũng là tương đối thông dong. Tự do mua xe van, chở quý vị đi bác sĩ, đi làm tóc hoặc là đi thậm chí đi đánh bài hoặc là đi phi trường thì rất là tiện, 35 đồng hoặc 70 đồng. Quý vị đi đông thì có lợi. Nhưng mà các tiểu bang khác thì mình phải nhờ tới bạn bè. Nhưng là không thể có ai mà rảnh. Không ai rảnh thì mình định chịu chết. Nhưng mà ở đây thì cái phương tiện và gọi là taxi và cái vấn đề là gọi là xe đưa rước HO đó. Nghề đưa đón, Ngọc Lan nhớ có lần làm một cái phóng sự về cái nghề đó. Thì ở trong báo chí rất có những cái mục để mà có quý vị có những điện thoại hoặc là ở xa quý vị có thể vô internet để tìm cái số điện thoại đó và có thể không có ai đón, quý vị nói cho biết chuyến bay phi trường giờ tới và mình thỏa thuận giá cả thì quý vị sẽ có người đón và đưa về Bonsa. Thì tôi thấy cái đó rất là thuận lợi. Cái thứ hai là nói về cái ăn. Cái ăn cũng là một nhu cầu, nhưng mà vì ở đây đó, ở vùng Bonsa này có những cái món ăn mà tôi đã làm cái phóng sự. Chắc Ngọc Lan còn nhớ là cơm chị. Tất nhiên là khỏi nấu nướng vậy, cứ ra chị món nào múc món đó. 5 đồng bạc bây giờ là cao là 5 đồng rưỡi sao đồng. Quý vị có thể có một cái bữa cơm, có cơm nóng, có 3 món, món canh, món xào và món mặn. Em về họ ăn tại chỗ thì không cần phải nấu nướng và cũng cần phải chiêu lùi mấy bà nữa, cũng cần tới mấy bà nữa là mấy ông bây giờ sẽ ăn cơm chỉ. Nhưng mà bây giờ không chỉ có cơm chỉ mà còn có cơm tháng nữa chú, ở ngay cái vùng này
Cái đó đúng là cơm tháng thì là quý vị sẽ có người mang tới, Dạ đúng rồi. bỏ trong cà mẹ mang tới, và quý vị nếu quý vị tiết kiệm thì có thể một ngày quý vị kêu một phần, nhưng mà quý vị ăn thành hai phần, Còn cái đó phải ăn ít có thể bắt một nồi cơm. Cái tiền thứ hai là các món ăn, thì quý vị thấy cái giá cả ăn ở đây, một tô phở hiện nay ở Bonsa rẻ nhất là 5,5 đồng, có tiệm mà tôi không có quảng cáo, nhưng mà đắt nhất cũng 8,5 đồng. Nhưng mà trái lại khi chúng tôi ở Úc thì có một cái tiệm phở, tôi quên cái tên rồi, thì một tô phở là 10 đồng. Thì theo ông Linh Mục Ngô Lệ ông kể lại đó, thì những cái ngày lễ đó là nó tăng. Nó tăng không phải vì ngày lễ mà tăng giá, nhưng mà ngày lễ tăng như vậy để cho số người ăn bớt lại. Mà phở thì không ngon. Mà giá thì đắt mà người ta vẫn nườm nượp ăn, tại vì cái phở là cái của những linh hồn dân tộc rồi, đi đâu lâu lắm cũng cũng thèm phở. Tôi nói phở với cơm đây có cái nghĩa là nó thông thường, chứ không phải là như quý vị tếu ở trên internet mà phở phở cơm phở đâu. Thì một mặt khác là cái tôi nhớ cái ngày của tôi nói với Naomi ở thành phố Oslo đó, thì hai anh em đi ăn vô cái tiệm ăn hai tô phở, một người một tô phở và uống một người một lon coca, cái số tiền tính là 50 euro, có nghĩa là 60 đô la để chúng ta có hai ly coca và hai tô phở. Thì như vậy là nói về ăn uống thì Bonsa vẫn là thiên đường, và mời quý vị ở đây, quý vị đừng có, quý vị đây về đây nửa tháng nếu gặp bạn bè, thì bạn bè ở đây đó, cái điều đây thì không có chỗ đi chơi nhiều, nhưng mà phải nói là ăn sáng ăn trưa ăn chiều ăn, thành quý vị qua đây quý vị không thể nào diet được. Mà nhiều người than phiền tôi mỗi lần đi Bonsa về là nó bập ra lên cân, thì cái đó là tôi xin cảnh cáo trước quý bà lại về Bonsa thì ăn ít, vì Bonsa là có những món rất là khoái khẩu, bún ngóc bún riêu cũng có, mà mít trộn mắm nêm cũng có, nói chung là những cái món mà tìm không thấy. Thứ nhất là về Tết nhất thì ở đây quý vị thấy là có cờ bạc này, không phải ở chợ mà cờ bạc ngay trên hè phố Bonsa. Tôi thấy cảnh sát nhiều không làm lơ, họ làm bầu cua cá cọp hay là nhất lục, họ bày ra cái khu gần gần Bonsa này, gần McDonald's Bonsa này này, rồi thì có chợ Tết mà đốt pháo thả cửa, vì có chỗ nào mà có cái hương vị quê hương Việt Nam không? Thành ra tôi không phải trong ngành du lịch của thành phố Westminster, nhưng mà mong rằng Tết quý vị về đây, trong khi quý vị chưa thể về Việt Nam được hay vì lý do nào đó, ở đây có bầu cua cá cọp này, có chợ Tết này, Không, một cô cái cọc đó là chơi 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 ăn gian ngoài đường. có chợ hoa, không không chỉ bầu cua, người ta nói ăn gian nhưng thật nghĩa bầu cua gặp là cái trò chơi Dạ đúng. bầu cua và con cọp chẳng hạn. Nhưng mà cái đó là police Nhưng mà tôi thấy thì như cảnh sát ở đây cũng thân tới thiện, và họ nghĩ cái chuyện này không phải sát phạt nhau. Tôi thấy họ đặt 5-10 đồng sát phạt nhau, nhưng mà họ cũng có cái bàn cờ lưu động, nghĩa là thấy xe cảnh sát thì họ dẹp họ chạy, nhưng mà thấy cũng vui, Rồi thấy có người ta chợ tham gia hoa, đúng đó, không chờ Dung? hóa Có diễn hành. có diễn hành đây. Nói chung là và hội chợ sinh viên năm nào cũng có, hay là hội chợ cộng đồng thì trong đó đủ món, và quý vị vô cũng thể ăn những nem nướng bún bún ốc ở trong ngay trong hội hội chợ, họ có những cái gian hàng ăn. Thì tôi thấy là đây một cái đất, người ta nói Little Sài Gòn có đúng, một cái Sài Gòn nhỏ ở xa Sài Gòn, và khi quý vị bởi về bên xa quý vị cũng có thể tìm lại cái hương vị quê hương qua những đoàn múa lân, những cái trò chơi cờ bạc, những đốt phá, pháo pháo rồi những cái chợ hoa mà quý vị thấy năm nào cũng. Xưa thì ở Việt Nam chúng ta thấy chợ xe không đa, nhưng bây giờ hoa là chợ bằng xe hơi về, cũng có hoa đào, hoa thực dược, đủ thứ hoa. Và bây giờ có cái nghề kinh doanh ở đây, người Việt cũng bắt đầu để trồng hoa ở nhà, để mỗi năm chỉ Tết bán một lần. Hay thưa quý vị thế này, cái nghề gói bánh chưng bánh tét cũng rất thịnh hành ở Bonsa. Tôi biết có một vị là coi như làm một một tháng mà ăn cả năm. Tất nhiên là không những người Việt ở đây mua rồi gửi đi các tiểu bang khác nữa. Nói chung là cái hương vị quê hương là rất ngọt ngào và đậm đà Bonsa. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng Bonsa là cái nơi mà cuối cùng quý vị về đây khi quý vị tuổi già bóng xế, và trong cái thời gian mà không về được Việt Nam. Chỉ có đây có điều nhà hơi đắt, thì quý vị thuê những cái căn chung cư thì giá nó cũng tương đối nó, nhưng mà trong cái cộng đồng thân mật này quý vị đi ra có những người, tôi có những bà già quen Việt Nam qua đây chưa bao giờ nói tiếng Anh, hoặc có thể vì không lái xe thì không gặp cảnh sát, ở nhà có đi đâu ra chợ thì Việt Nam rồi,
Thành cũng cũng cần dùng tới chữ Z to know nữa, chứ đừng có nói dùng những cái danh từ. Thành á, ở đây là cái xứ Mỹ mà quý vị không cần nói tiếng Mỹ. Đó là cái cộng đồng bonsai. Vậy là tức là ở trong cái cộng đồng bonsai đó, như chú Huy Phương vừa mới nói, nó có rất là nhiều cái thuận lợi để cho nhiều người phải mong muốn và khao khát được về đây. Ngoài những cái điều đó, những cái lợi đó ra, thì chú Huy Phương còn thấy có cái điều gì nữa để mà mình quảng cáo cho cái xóm của mình không chú? Quý vị nhớ rằng cái tinh thần văn học của người bonsai rất là cao. Tôi đi nhiều tổ bang, không có nơi nào mà báo mà bán như ở bonsai. Như ở San Jose là báo, chúng ta ra ngoài tiệm phở, chúng ta tờ lượm tờ báo. Nhưng mà ở đây tờ báo rẻ nhất là 50 sen và đắt nhất là 3 đồng, người ta vẫn bỏ thấp vô. Rẻ nhất là 25 sen à? Báo người Việt có 25 sen. Không, tôi xin lỗi, tôi đang nói tới tuần báo. Tại nhật báo thì không thể nào lên tới 3 đồng. Nhưng mà người ta vẫn mua, vẫn đọc, và đây cũng có hơn 10 tờ tuần báo. Và nhật báo mỗi người phải bỏ 25 sen mua. Đây tôi không nói cái tệ nào, người ta mở cái thùng báo ra tôi rút nó sắp ra. Dạ, 25 sen này lấy cho một đống luôn ha. Nhưng mà phải nói rằng ở đây là báo bán mà người ta vẫn mua. Và sáng quý vị đi ra đường, thấy một ông vị cao niên, trong nách không phải một tờ báo mà 3 tờ báo. Rồi cái tòa soạn người Việt này thì quý vị cũng đến đây để lấy báo free. Và thật tình 25 sen thì mấy cô cũng không bán để biếu quý vị. Quý vị có công đi bộ từ ngoài đường mà xa về đây để lấy một tờ báo thì không có lẽ là lấy tiền. Thì phải nói là dân bonsai là rất văn học, rất thích đọc sách. Và quý vị chưa có cái thành phố nào mà có tới 3 nhà sách như bonsai. San Jose chỉ còn một, và nhiều nơi chỉ bán băng nhạc mà thôi, như Georgia, như là Texas, thì cái số sách bán rất ít. Mà ở đây tất cả cái thị trường tiêu thụ sách ở đây, thì chúng ta phải khâm phục cái sự ham đọc, sự hiểu biết và cái tinh thần mà gọi là thích tìm hiểu văn chương, đọc văn học. Thì ở bonsai này chúng ta phải nói người bonsai rất là thanh lịch về cái vấn đề mà sách vợ. Thì bây giờ nói tốt là... nói điều tốt thì có rất là nhiều điều để nói. Như nhà văn Huy Phương vừa mới giới thiệu về những cái mặt tốt của bonsai, về khí hậu, về ăn uống, về các phương tiện di chuyển, về mặt sinh hoạt tinh thần có đầy đủ hết. Nhưng mà bên cạnh đó nó sẽ có những cái điều còn chúng ta cần phải nói thêm để cho nó ngày càng tốt hơn, thì cái chương trình đó sẽ dành cho kỳ tới. Cảm ơn nhà văn Huy Phương, cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kỷ niệm 35 năm Nhật báo Người Việt, 35 năm mới có một lần, chương trình discount 90% quảng cáo cho các cơ sở thương mại mới thành lập, đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, thành lập từ 22 tháng 2 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Chương trình áp dụng từ 22 tháng 8 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với tòa soạn Nhật báo Người Việt, 14771-14772 Moran Street, Westminster, CA 92683, điện thoại 714-892-9414 hoặc vào trang nhà báo điện tử Người Việt www.nguiviet.com. Trân trọng kính chào.